Xin chào chương trình Chat cùng mẹ bỉm sữa. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tonya và xin chào Ngọc Lan. Mình có thể giới thiệu về tên cũng như nghề nghiệp của mình rồi em bé mình bao nhiêu tuổi nè? Mình hiện tại là Nguyễn Thị Kim Huệ. Năm nay mình 37 tuổi. Mình đã là mẹ của ba bé. Lần đầu tiên mang thai. Lần đầu tiên khi mà biết được em mang thai có nghĩa là sau khi cưới 2 tháng. Là lúc thời điểm đó là rất là mong có baby rồi. Thì bắt đầu là nôn lắm, gia đình ai cũng nôn hết. Thì khi mà phát hiện ra có bầu thì lúc rõ ràng ở nhà mình thử que là 2 vạch. Nhưng mà khoảng vài ngày sau thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ lại nói là không có thai. Thì bắt đầu mình cũng rất là ngạc nhiên, hoang mang á. Lúc đó là em thực sự là em sợ là hay là mình có thai ngoài tử cung. Cũng rất là lo. Thì cũng theo dõi ở nhà một thời gian thì bác sĩ có hẹn là khoảng 1 tuần sau quay lại tái khám. Thì khi 1 tuần sau quay lại tái khám rồi á, thì mới lúc đó là mới có tim thai, thì mới biết chính thức là mình mới mang bầu bé đầu tiên. Lúc là thở phào nhẹ nhõm. Là do lần đầu mình đi khám nó quá sớm cho nên là các cái chẩn đoán nó chưa có rõ ràng đúng không? Mình sợ. Vậy thì hai cái lần mang thai của hai bé sau thì cái gọi là cái diễn biến của cái lần mà mình biết tin mang thai hai bé nó có giống như bé đầu không, hay là nó rõ ràng hơn nhiều, mạch lạc hơn nhiều? Thực ra thì có kinh nghiệm hơn rồi chị. Tại hai bé sau á là có lần này là có kinh nghiệm rồi nên là em biết chắc được là sẽ, lúc mà cánh thai á là em biết theo triệu chứng là em biết bé này sẽ là bé trai luôn. Ghê chưa? Kinh nghiệm luôn rồi. Trời ơi. Thì đứa thứ hai có canh trai, có cái vụ canh trai canh gái không mà coi như là chắc như bắp bắp là con trai. Thật ra là em cũng gia đình em á là cũng rất là muốn mong có con trai á nên là khi mà em mang bầu thực ra em cũng bị áp lực về tâm lý á. Mong cũng có con trai hả? Vậy có phải là rồi. Mong cháu đứt tôm không? Đúng rồi ạ. Tại vì là ba đời mà. Nên là bé đầu là bé gái rồi thì áp lực lại càng nặng nề hơn. Đối tác chính của mình á, ảnh có biểu hiện những cái mong chờ thái quá hay như thế nào không? Không ạ. Hay là ảnh có thể là cái người hóa giải cho mình cái nỗi lo đó? Thực ra thì ông xã em thì cũng thoáng thôi. Nhưng mà là do em, là do tự em tự áp lực cho bản thân mình ấy. Tại vì mình nghĩ là mình làm dâu vào một gia đình giống như là cũng ba đời rồi, không có con trai thì khi mà mình vô thì mình cũng mong có bé trai nhiều lắm. Thì khi mà nghĩ biết là bé trai rồi tôi cũng mừng lắm chị. Thực ra là em bị nghén bé đầu tiên và bé út. Còn bé giữa thì rất là khỏe, không bị gì hết luôn. Quay lại quá trình á, mà bé đầu tiên của em á, khi mà nghén tới mức độ mà thời gian đó là uống nước vô cũng ói, ăn gì cũng ói, nghe mùi cũng ói. Tại vì gia đình là ở trong nhà mà cho thuê phòng á chị, thì những người họ nấu đồ ăn, họ bốc lên á, rồi nghe mùi cơm, mà cơm sắp chín mà nghe mùi lên á là coi như ở trên phòng mình là ói thóc ói tháo ra luôn. Có nghĩa là mình không kìm được cái cơn ói của mình, lúc nào mà ngồi đâu, bất kỳ ngồi đâu mình cũng có thể phun ra hết. Thì cái thời điểm đó là ông xã em là người đi dọn, ba hai bé là có mặt ông xã hết. Ông xã bị xì chết về cái vụ dọn ói của vợ luôn á. Thì bắt đầu bé đầu tiên á, khi em ói dữ quá thì bắt đầu ông mới nói thôi bây giờ ông cho đi chơi, ông cho đi đổ cá ngựa. Thế bắt đầu em mới từ đó ở đây là em mới lấy cái nickname ở nhà, tên của con là đặt là Xí Ngầu. Là bé lớn bữa nay là 11 tuổi còn gọi là Xí Ngầu. Như vậy thì đến bé thứ ba mình lại lặp lại cái việc ngán của bé đầu. Vậy mình có ứng dụng luôn cái câu chuyện tiếp tục đi chơi không, order những chuyến đi chơi tiếp để xử lý cái cơn ngán đó không? Dạ không, bé thứ ba thì bị trái ngược hoàn toàn. Tại vì là ngoài mong muốn nên là em cũng giai đoạn đó là em cũng bị xảy ra một sự cố. Có nghĩa là mình giai đoạn đó là thường mình đã đủ nếp đủ tẻ rồi á chị, thì thường thì cũng không ai nghĩ là mình sẽ sanh thêm nữa đâu. Nhưng mà ngoài mong muốn rồi á, thành ra là lúc đó giai đoạn đó là gia đình cũng chắc là tại sao mà không biết kế hoạch, mà tại sao cứ đẻ nhiều rồi lại không chăm được con tốt hơn á. Thì bà ngoại, thời điểm đó là bà ngoại gần gũi em nhiều nhất, thì do bà cảm nhận được là con mình cực khổ quá rồi. Có nghĩa là mình sanh nhiều đã không chăm mà còn cứ sanh vậy á, thì cái thứ nhất là hại cho sức khỏe. Cái thứ hai á là mình sợ mình không có đủ sức luôn để mình dạy con cho nó tốt khi mà được hai đứa. Giai đoạn đó thì em cũng bị trầm cảm nhiều, có nghĩa là mình cứ giam mình trong phòng á, mình cũng không có nói chuyện nhiều với ai. Nhưng mà tất cả những cái khó khăn đó của bạn về mặt cảm xúc, về sự căng thẳng thì ông xã có nhận ra không? Thực ra thì ông xã em á thì anh cũng do cái tính vô tư á,
nên nhiều khi thấy vợ mệt mệt thì cũng hỏi mấy câu vậy thôi à, hỏi cho có rồi chứ xong anh rồi không thôi nghĩ à. Là mình đang có vấn đề. Dạ đúng và rồi, mình cũng không chia sẻ cái vấn đề đó với ông xã. Dạ em không có chia sẻ luôn á, có nghĩa là em cứ giam mình lại, một thu mình lại vậy đó. Ừ. không có chia sẻ cho ai biết hết, nên là cái vấn đề mà bị trầm cảm á không ai biết luôn. Em nghĩ vấn đề cái câu chuyện của bạn này á nó cũng thường hay xảy ra lắm á. Tại vì mình mang bầu đứa đầu tiên, cái cảm giác của mọi người đón nhận nó rất là khác, và ngay cả chính bản thân mình đón nhận cái đứa đầu tiên nó cũng khác hơn so với lại cái đứa thứ hai và đứa thứ ba. Nó sẽ có rất nhiều lý do để lý giải cho những cái thai kỳ lần thứ ba trở lên, là tại sao người ta dễ gọi là dễ bị đau mút, bị mệt mỏi, hoặc là thậm chí là bị, tức là người ta không tận hưởng được cái cảm xúc hạnh phúc của thai kỳ. Yeah. Thứ nhất đó là quá mệt. Yeah. Rõ ràng là đang chăm thêm hai đứa nữa, đó là điều đầu tiên. Yeah. Cái thứ hai, gánh nặng kinh tế là gánh nặng em không thể chối bỏ được. Yeah, đúng. Cái thứ ba, nó liên quan đến cái mà chúng ta đã nói với nhau rất nhiều, như ngày hôm nay nó cho mình thấy thêm một góc nhìn mới, đó là cái tâm thế đón nhận em bé. Ví dụ ngay cả trong câu chuyện của Kim Huệ ở đây thì Kim Huệ cũng đã cho chúng ta thấy một góc nhìn, đó là em nghĩ em đủ nếp đủ tẻ rồi, em không có thêm cái tâm thế, là em không có nuôi dưỡng một cái tâm thế là em xin thêm. Dạ. Cho nên là cái việc mà bé đến với mình là một cái việc mà mình không có mong chờ, chưa sẵn sàng, mình không có sẵn sàng, mình không có mong chờ, và kéo theo đó là hàng loạt những cái yêu cầu khác mà nãy giờ chúng ta đã liệt kê, nó làm cho cái thai kỳ lần thứ ba trở lên có thể nó sẽ gặp phải những cái khó khăn, và từ đó người ta sẽ rơi vào trầm cảm. Nhưng mà con mà mình đâu có chối từ được con đâu. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi đến cái đoạn là mình nói về cái chuyện vui đi. Ừ đúng rồi. Là cái chuyện mà mình đón các con đến với mình một đúng cách rồi. Thật sự sau một thời gian mà ngán ngủm quá trời quá đất. Dạ. Thì cái đoạn đi gọi là đi sinh thì như thế nào? Giai đoạn đi sinh á, thì em nhớ là có bé đầu tiên. Thì giai đoạn đó là do là con đầu lòng thì mình rất là mong muốn để đón chào đón con ra đời sớm. Thì ai ngờ đâu thì nó lại ở già hơn so với cái tuần mà bác sĩ dự đoán. Thì em nhớ là 39 tuần rồi là sanh được rồi á, nhưng mà bé nó lại cũng không có chịu ra. Thì lúc giai đoạn đó thì em cũng nghe hàng xóm cũng chỉ là bây giờ đi xin gạo hàng xóm để về cho nó dễ sanh. Cái mẹo hả chị? Mẹo dạ, chiêu nó sáng mẹo là mẹ đó. Chị bắt chị làm hồi dễ sinh đứa đầu á, tại vì bạn cũng ở già xong cái sau đó cũng đi sinh. Sau khi sinh xong mẹ nói là mẹ định rồi đó, nếu ngày hôm đó mà con mà không có đi sinh nữa là chiều đó là bắt con đi xin gạo nguyên cái phường luôn. Chắc chắn thiệt luôn. Dạ thì giai đoạn đó em cũng đi xin vài nhà, nhưng về sau thì cũng chưa thấy ra gì cả. Thế xong rồi ngày hôm đó là quyết tâm là đi bộ. Thì đi bộ nhiều quá thì tới hồi về nhà thì bị bể ối. Thì lúc mà phát hiện bể ối là lúc 9 giờ tối thì nghĩ là ở bể ối hay là chắc là dễ sanh đây. Là lúc cái giai đoạn là mình lên từ vũ là chắc là đi sanh liền luôn rồi đó. Ai ngờ đâu chị, đi lên từ vũ nó nở được 2 phân mà từ 9 giờ tối cho đến 9 giờ sáng hôm sau cũng không nở thêm được phân nào luôn. Thế là mà ối thì bắt đầu khô. Dạ đúng rồi, thì lúc cái giai đoạn đó là bắt đầu là bắt buộc là phải mổ thôi. Khi mà em mổ bé thứ ba là cả một quá trình vượt cạn, giống như là chết đi sống lại của một người phụ nữ vậy đó. Tại vì ba bé trên cùng một vết mổ nó rất là khó. Trong tổng thời gian là tầm 6 năm. Dạ, những bé khác mà mổ ra thì có thể moi ra con được ra rất là dễ dàng. Nhưng mà bé thứ ba này do nó nằm ở cái thế rất là khó. Nó nằm khó mà để bác sĩ đưa tay để lấy ra. Mà lúc đó là nguyên một ekip là rất là lo, tại vì sợ là em bị kiểu như là mình nín thở, không thở nữa, là bác sĩ là rất là sợ rồi. Gọi nguyên một ekip vào thì bắt đầu mới moi em bé ra. Thì trong quá trình đó là đúng rồi, mình cũng phập phồng, lo lắm. Giai đoạn lúc mà moi con ra thì thay vì hai bé lớn nhà em thì kinh nghiệm đi sanh nhiều rồi, thì mình sẽ biết khi mà mình vừa sanh con là bác sĩ sẽ đưa ra trước mặt cho mình biết là đây là con của chị, bé trai nha, rồi để cho mình nghiến nó một cái rồi bác sĩ mới bế đi. Còn đây bé thứ ba là moi được bé xong mà em không nghe bé khóc gì luôn, là y tá bé chạy đi luôn. Lúc đó là bắt đầu cũng hoang mang rồi, là lo lắm luôn, nhưng mà do mệt quá lúc đó là chích thuốc tê đó, rồi mình cũng cả một quá trình mình gượng để cùng với bác sĩ đưa con ra rồi liệm đi. Thì một lúc sau khi mà đưa vào phòng hồi sức rồi đó thì bác sĩ mới đưa về cho người nhà coi, thì lúc đó em mới biết là con mình vẫn còn lành lặn. Mà lý do là gì, đến bây giờ mình có biết lý do không? Em cũng không biết luôn chị. Mình cũng không hỏi. Dạ không, tại vì là cái lúc đó là gấp quá rồi, em cũng không biết được bác sĩ nào mổ cho em luôn mà.
Tại vì là khi mà đưa em vô phòng mổ là một bác sĩ lạ chứ không phải là bác sĩ em đã từng thăm khám, nên là em không thể nào nắm được cái hồ sơ của em như thế nào cả. Thì quá trình mà mổ xong rồi lại trục trặc tiếp. Là mổ xong rồi, thường là mổ xong là phụ nữ mình á, khi mà mổ bé xong là sẽ ra huyết, ra máu. Thì em 3 ngày em không ra đợt nào. Wow. Coi như là lúc đó là rất là đau, vừa đau vết mổ mà vừa đau kiểu mình rồi. Lo nữa, mình không biết tại sao mà mọi người ai cũng thuận hết mà tại sao mình lại bị trục trặc như vậy. Thì bắt đầu bác sĩ mới đưa ra đi nạo. Mà nạo lần đầu tiên, mà nạo mà bác sĩ không có chích thuốc tê luôn á. Là nạo mà nạo sống luôn đó chị. Rồi coi như là kiệt sức luôn, là cái ngày hôm đó là nạo coi như là kiệt sức là xỉu rồi. Thôi bác sĩ cho về phòng nghỉ, nghỉ một ngày. Tới ngày hôm sau lên bàn nạo lần thứ hai. Là mình mới vừa mổ vết mổ thứ ba luôn, mà bây giờ nạo lần thứ hai là lần này không đủ sức nữa, thì bác sĩ bắt buộc phải kích thuốc vô. Thì bắt đầu mới đủ sức để cho bác sĩ nạo ra. Nạo ra cái, thì sau khi nạo bắt đầu máu huyết mình nó mới lưu thông. Thì lúc đó là mình mới là bình thường như những bà mẹ khác vậy đó. Dạ chưa, thay vì là mình mổ thì mình sẽ ở bệnh viện khoảng một tuần thôi là mình được xuất viện rồi. Còn đây bệnh viện giữ em tới nửa tháng. Đúng rồi, nửa tháng mới cho về. Nhưng mà trước khi về thì siêu âm lại trục trặc vết mổ tiếp. Siêu âm thì em nhớ là về cái từ chuyên khoa thì bác sĩ nói là có một cái khối kem kẽm gì đó nó bám ở trên cái vết mổ của mình, nó chưa tan, nên là cứ phải đi lại cho bác sĩ cho uống thuốc để cho nó tan cái vết đó, cái khối kẽm để nó bám trên vết mổ của mình để nó tan ra. Ôi khủng khiếp lắm chị. Rồi nhắc tới quá trình mà hành trình mà để sanh các bé thì cũng là cả một vấn đề. Trời ơi. Trong tất cả cái hậu phẫu đó thì ai là cái người ở bên cạnh chăm sóc và chứng kiến những cái nỗi đau về mặt thể xác đó của mình? Thật ra thì lúc nào cũng có ông xã em bên cạnh hết. Em còn có một bé mà không có tim thai nữa cơ. Cái giai đoạn mà hai bé đầu, cái giai đoạn đó là mình vừa mới sanh con xong rồi thì mình cũng cấn bầu thì mình rất là mệt mỏi đấy. Tại vì mình vừa mới sanh bé xong mà bây giờ lại cấn nữa. Mà đi khám thì bác sĩ lại nói là không có tim thai, là do ông xã, là do khả năng ông xã do hút thuốc rất là nhiều. Thì lúc đó về thực ra là mình vừa bị buồn về tâm lý là mình phải bỏ con. Thực sự là khi mà con nào cũng là con hết, mà khi mà bỏ một đứa bé như vậy thì khi mình vừa bị đau về thể xác mà mình vừa bị đau về tinh thần đó chị. Nói chung là đau lắm, nó buồn lắm. Lúc đó là coi như là chắc ông xã là nhiều. Lúc đó là em giận ông xã kinh khủng là tại sao anh lại hút thuốc mà để cho con mình lại bị như vậy ấy. Em không có cam, em nói là bây giờ tìm đủ mọi cách là làm sao mà để có thể cứu được cái đứa bé này. Nếu như mà em đi một bệnh viện mà bác sĩ nói như vậy em không có tin. Bác sĩ nói là bây giờ là phải đi lên để nạo, để lấy con ra đi, chứ không để lâu trong người ấy, thì sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Thì lúc đó em mới không tin là bác sĩ một bệnh viện, em phải đi nhiều bệnh viện để coi là có đúng hay không. Thì khi mà đi nhiều bệnh viện như vậy á, thì kết luận như nhau là thai nó không thể nào phát triển được nữa. Thì lúc đó là coi như là sụp đổ hoàn toàn rồi đó, là không thể nào cứu vãn con được. Lúc đó là buồn kinh khủng luôn. Coi như là gia đình thì mình chỉ biết là mình bảo cho người ta biết thôi, thì người ta cũng chỉ đồng cảm thôi. Còn cái thực sự là người mẹ, mình là người tiếp cận với con hàng ngày ấy, mình xót, rất là xót, xót ruột lắm. Thì bắt đầu em mới chọn cách là uống thuốc để cho được con thai ra. Nhưng mà xô một cái là uống vô thì con nó lại không ra hết chị. Con nó không ra hết, vẫn xót. Nó vẫn bị xót lại trong người mà em không biết. Em để nó ở trong người em 2 tháng sau. Thì tới kỳ kinh thứ 2 sau, tháng sau mình thử que thì thấy có thai. Mình rất là hoang mang, tại sao mà cứ có thai hoài à, tại sao mà cứ hay hết rồi lại có thai. Em lật đật em mới chạy lên từ vũ. Thì ở trên từ vũ nhốt tiếp 3 ngày.
nhốt 3 ngày ở trên đó để lại làm quá trình nạo lấy con ra. Thực sự buồn lắm chị. Lúc đó là trách, nhưng mà trách bản thân mình và trách ông xã rất là nhiều. Khi mà ông xã nghe bạn trách như vậy đó thì anh phản ứng như thế nào? Lúc đầu ấy thì cũng có cảm thấy mình có lỗi, cũng có hứa là rồi thì sẽ cố gắng để hạn chế hút thuốc bớt lại để không làm ảnh hưởng gia đình. Nhưng mà thời gian thì đâu lại vào đó chị. Thì lúc đó là em cương quyết là tại vì cái cơ địa của em nó lại khó ở chỗ là cái cổ tử cung của em nó không có một cái vết, cứ nó thẳng vậy nè, nó không có cái bám để mình có thể đặt vòng. Tại vì đặt vòng thì nó sẽ trơn, nó bị tuột, nên là cơ địa em không đặt được. Cái lúc đó thì ông xã mới đồng ý là thôi bây giờ nhất quyết là thử đi lên Từ Dũ để tư vấn về triệt sản cho đàn cho nam á. Thì ở nhà em cũng làm công tác tư tưởng cũng 2 tháng hơn. Làm công tác với anh ấy, nói là bây giờ em hết khả năng sanh đẻ nữa rồi. Nếu mà bây giờ mà dính một cái nữa là thôi không biết phải làm sao hết. Nguy hiểm, rất là nguy hiểm cho em. Thì cũng rồi đó. Đến ngày hôm đó em mới dắt ông lên Từ Dũ, đi vô phòng khám để tư vấn. Thì lúc đầu thì ông cũng hùng hồn dữ lắm chị. Thôi cũng vì thương vợ chấp nhận. Tới hồi đi vô phòng khám rồi ông biết là y tá tư vấn như thế nào. Anh đi ra, ông sợ. Em thấy mồ hôi của kêu như thế nha. Em mặt ổng tái mét luôn chị. Ông kêu Thôi Đi về. Em nói ủa sao vậy, kêu chưa làm gì mà. Kêu Thôi Đi về từ từ tính. Ổng kéo em xịnh xịnh chị. Em không kịp chạy theo ổng luôn á. Quá trình chăm các em bé sau sinh thì như thế nào? Thì gặp phải bé nó rất là khó. Thường bé nó hay khóc lắm. Thì bé nó khóc với mức độ mà em ẵm con trên tay mà cứ đặt xuống là nó khóc. Là coi như là cái thời gian mà ông xã đi làm về từ tối hoặc khoảng 7-8 giờ là bắt đầu mình ôm con rồi. Mình ôm con tới khi nào mà ông xã dậy ngủ một giấc, dậy tới sáng hôm sau anh đi làm. Thì là nguyên một thời gian đó là em chỉ ngồi ôm con thôi. Ôm con suốt trong một thời gian ngắn như vậy là cũng khoảng gần 2 tuần. Là mình bị tới lúc mà cảm giác như là mình ôm con mà mình chỉ muốn thả nó xuống. Mình chỉ muốn thả nó xuống. Tới lúc mà mình ẵm đứa bé trên tay là mình stress nhiều quá rồi. Mình chỉ muốn là bây giờ mình buông nó xuống, là giống như là mình cho xong vậy đó. Thì giai đoạn đó thì hay khóc nhiều, cũng hay tủi thân nữa. Tại vì cứ một mình loay hoay với lại 3 bé. Rồi tới lúc mà tủi thân mức độ mà mình không có kiềm chế được cảm xúc á. Tới lúc mà đứng trước cầu thang là mình chỉ muốn nhảy xuống thôi. Rồi cũng có nhớ một lần là ức chế quá rồi tự nhiên nhìn thấy con mình sợ quá, mình để nó ở trong phòng vậy thôi, mình dắt xe ra mình chạy đi vòng vòng ngoài đường mà mình không biết đi đâu. Nó là cũng rất là nguy hiểm. Khi mà mình bình tâm lại rồi á, mình suy nghĩ lại là chỉ cần cái đó nó ranh giới nó rất là gần, nó gần lắm luôn. Chỉ cần mà mình có một cái gì đó mà nó thôi thúc mình mạnh nữa thôi là coi như là mình cũng không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Lúc em sinh đứa thứ 3 thì hai bạn đầu là bao nhiêu tuổi? Bé đầu nhà em lúc giai đoạn đó là hiện tại bây giờ là một bé lớn là 11 tuổi, bé thứ 2 là 8 tuổi và bé thứ 3 là 6 tuổi. Vậy thì khi mình sinh em thứ 3 đó thì hai bạn đầu đã được đi học chưa? Dạ đi rồi, là các bé là đã đi học rồi. Rồi ở trong nhà thì có ai phụ giúp em không? Giai đoạn đó thì cũng chỉ có bà nội, lâu lâu bà nội ghé thăm mà ngó qua coi cháu như thế nào thôi. Còn cái việc mà đưa đón đi học gì đó thì ngoài một tháng ở cử ra là bắt đầu là em phải ôm hết. Mà ngặt một cái thằng út nhà em nó khó mà nó cứ ăn vô nó lại ói, mà mình tìm đủ mọi biện pháp rồi mà không biết làm sao để cho con ó hết cái giai đoạn bị ói như vậy. Cũng đi khám rồi cũng thăm dò thì lý do về sau thì biết là do em chăm con kỹ quá, giống như là muốn ép con để ăn cho được á, dạng như là ăn cho khỏe cho tốt vậy đó. Thì cái bao tử của bé nó nhỏ quá, nó không có thể nào nó hấp thu được theo cái lượng mà mình đưa vô cho con, nên thành ra là con cứ hay bị ói là cũng là do mình, là do rồi cái điều chỉnh không mình. Có. Thực ra là chị rất là hồi hộp ở cái đoạn là em biết mà không biết là em có thay đổi hay không. Dạ. Vì Lan biết không, nhiều khi ban đầu có thể là do cái bao tử con đầy, con không hấp thu nữa cho nên con ói ra.
Nhưng nếu như điều đó cứ lặp đi lặp lại thì cái việc ói đó nó sẽ trở thành một cái phản xạ có điều kiện. Dạ. Đôi khi là trong bao tử của con đói thiệt đó, con cũng chưa có cái gì đâu, nhưng mà vì cứ tiếp nhận thức ăn là sẽ ói, cho nên có thể lâu dần nó tạo nên một cái gọi là một cái bệnh lý. Dạ. Nó không có tốt về mặt tiêu hóa cho con. Dạ. Nhưng mà sau đó là mình có giãn. Dạ, tình hình có cải thiện được không? Khi mà mình buông rồi á thì thôi kệ, bé ăn được bao nhiêu cũng được, thì dần dần nó giảm, hạn chế được cái số lần bé ói đi. Thì mình cũng đỡ cực nữa. Tại vì cái tính em thực ra là cũng rất là cầu toàn. Giống như là mình không có, mình nhờ người ta làm thì mình lại sợ người ta làm không vừa ý mình. Hay là mình cứ ôm hết bao nhiêu việc, mình ôm hết cho người mình vậy đó. Thì tới hồi mình ôm nhiều quá thì mình ôm không nổi nữa. Thì quá tải rồi, thì lúc đó giai đoạn đó là em bị như vậy. Dạ. Nói chung là cũng rất là trắc trở. Dạ. Yeah. Nhưng mà từ câu chuyện của Huệ, cái tự nhiên chị nghĩ tới một câu: đôi khi buông bỏ là hạnh phúc. Buông cái gọi là buông cái thực đơn đó ra, buông cái thời gian biểu ăn uống đó ra. Yeah. Buông cái sự ép buộc con ra, cái tự nhiên buông ra xong cái con nó hạnh phúc, cái mình cũng hạnh phúc lây, cái tự nhiên hai mẹ con vui vẻ hẳn lại. Yeah, cái hết stress, hết trầm cảm. Dạ. Yeah. Dần dần bớt đi ạ. À. Vậy thì với rất là nhiều, với nhiều thai kỳ, với cực kỳ nhiều trắc trở như vậy, thì đến cái mục cuối cùng là cái chuyện mình nhắn gửi cho một ai đó, thì Huệ sẽ quyết định nhắn gửi cho ai? Thì chắc là nhắn gửi đến ông xã thôi chị. Nói ổng là bỏ thuốc đi. Ông xã, hôm nay thì có cơ duyên được đến với chương trình chat của Mẹ Bỉm Sữa, thì em cũng muốn nhắn gửi tới ông xã đôi lời. Vài là xã cũng, cái thứ nhất là ông xã cũng nên hạn chế bớt hút thuốc lại, thì nó cũng là một cái dấu ấn để cho hai vợ chồng đã quá đau khổ về đứa bé rồi. Thì cái thứ hai nữa là bớt thời gian ở ngoài công việc, thì cũng nên nghĩ đến gần gũi với các con nhiều hơn. Tại vì thực ra ba bé rồi cũng rất là cần tình cảm của một người ba. Khi mà gần đó thì các con nó sẽ cảm thấy như là muốn gắn bó nhiều hơn là với mẹ. Tại vì mẹ thì hằng ngày lúc nào cũng gần mẹ nhiều rồi. Nên là em muốn là anh nên sắp xếp lại thời gian để gần gũi với gia đình nhiều hơn. Yeah. Cảm ơn Huệ. Yeah. Cảm ơn lời nhắn gửi mà hầu như tất cả các chị em phụ nữ đều muốn nói đến với chồng của mình. Cái lỗi của các anh là các anh quá ỷ lại vào cái chuyện là người vợ của mình có thể dung dáng và sắp xếp được. Đúng cho rồi. Gia đình. Và các anh hơi vô tư, các anh lại nghĩ là các anh phải đi ra ngoài để mà lo cơm áo gạo tiền. Dạ. Còn chuyện gia đình là để cho chị em phụ nữ. Nhưng chúng tôi đều cần cái sự chia sẻ, chỉ cần một lời động viên thôi, một lời hỏi thăm thôi, thì chúng tôi đã cũng có thể rất là vui và vượt qua được hết tất cả để mà chúng ta cùng nhau nuôi con thật là tốt. Cảm ơn Huệ rất là nhiều. Chị nha, trước tiên chị giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của mình như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kiều Anh. Địa chỉ hiện tại của em đang ở Ngô Yến, An Hồng, An Dương, Hải Phòng ạ. Chị Kiều Anh, mình sinh năm bao nhiêu và mình đang làm nghề gì chị? Em sinh năm 1998. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kiểm tra ở một công ty gần nhà. Nhân viên gì em chỉ chưa nghe rõ. Nhân viên kiểm tra hàng hóa. Nhân viên kiểm tra. Mình thì mình hàng hóa của mình là những hàng, mặt hàng nào em? Kiểu nó là linh kiện để lắp ráp máy móc ở bên trong á. Linh kiện nhỏ á. Rồi chương trình chị thì ghi hình ở Hồ Chí Minh, thì không biết là em có tiện để vô trong đây mình ghi hình không em? Dạ em vào rồi ạ. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của em nha. Điểm mạnh của em là những cái bộ môn về năng khiếu thì em có thể hoàn thành khá tốt. Em thích nấu ăn và cũng biết lắng nghe và biết cách chia sẻ với mọi người. Tôn trọng những người xung quanh mình. Các môn năng khiếu em hay làm là môn nào? Năng khiếu là em hay làm về chủ yếu là múa. Biết múa ha. Em cũng đã từng học qua trường múa. Còn đâu điểm yếu của em là nhiều lúc cũng hơi nóng tính, hơi thẳng thắn, nhiều khi cũng hay kiểu
suy nghĩ tích cực và hơi nhút nhát một chút. Ủa em ơi, tại vì ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em có thể là vào thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình được không em? Là em vào được ạ. Ừ, là phải báo với em trước bao nhiêu lâu thì em mới vào được. Bên mình nếu mà có thể báo cho em trước tầm tầm một tháng là để em còn thu xếp vào trong đấy ạ. Tại vì vô thì chỉ có vô cái ngày ghi hình đó thôi, nên là cũng không phải là em phải vô trong mất bao lâu đâu. Nên là chắc chị cũng sẽ báo với em trong vòng nửa tháng được không? Vâng, nửa tháng cũng được ạ. Ừ, rồi ok em. Rồi mình nói về tình trường của mình giùm chị ha. Tình trường thì em cũng trải qua từ lúc đi làm giờ em cũng trải qua 3 mối tình. Thì mối tình dài nhất thì là 3 năm ạ. Có phải nói về chi tiết không chị? Có, em mình chia sẻ về cái mối tình đó của mình luôn nha. Mình quen khi nào và sau đó mình chia tay á. Em quen khi nào ở công ty cũ. Còn đâu là khi mà dẫn đến chia tay là thời điểm đấy là cũng có ý định là sẽ kết hôn. Dẫn đến chia tay là vì đợt đấy bạn ấy thì là con một. Thế nên là bạn ấy được bố mẹ khá là chiều chuộng mà cũng không có chí tiến thủ. Xong rồi về sau bạn ấy có muốn thay đổi môi trường làm việc. Nên là bạn ấy, nhưng mà bạn ấy lại chưa thay đổi ngay, bạn ấy cứ ở nhà bạn ấy chơi. Xong rồi chơi được đến nửa năm thì càng ngày của em lại càng có nhiều mâu thuẫn. Bạn ấy càng ngày càng không quan tâm đến em. Thế nên là cãi nhau nhiều thì cũng dẫn đến chia tay. Ừ. Là cái mối tình đó em quen từ năm bao nhiêu tới năm bao nhiêu thì kết thúc? Em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà đội em với bạn ấy chia tay được hơn 1 năm rồi. Ừ. Rồi 1 năm nay thì em có quen thêm ai không? Em cũng có quen thêm mà, nhưng mà cũng không được lâu, hoặc là cũng chỉ có nói chuyện nhưng mà cũng chưa thật sự hợp được với ai. Ừ. Chị, mỗi người bạn trai mà em thấy hợp là người như thế nào? Về tính cách, ngoại hình, hoặc là về công việc, quê quán? Đầu tiên là về bạn trai thì thật sự là em cũng muốn tìm một người bạn trai ở gần một chút. Nếu mà xa thì cũng không muốn xa quá, ở trong Nam thì em thấy cũng hơi xa. Nhưng mà em cũng vẫn muốn chương trình là nếu mà tìm được một bạn nam phù hợp ở gần thì em rất mong muốn. Và về ngoại hình thì ưa nhìn một chút là được, cao 1m7 đổ lên. Công việc thì phải là người ổn định, phải là người có chí tiến thủ, và là một người chững chạc, điềm tĩnh. Còn đâu trong tình yêu thì em mong muốn đối phương là phải biết chia sẻ, quan tâm, và điều quan trọng là phải là người chung thủy, luôn thật thà trong tình yêu cũng như là trong các mối quan hệ. Ừ. Còn về tuổi tác của anh đó thì em muốn là đó khoảng bao nhiêu tuổi? Tuổi tác thì em muốn là hơn em ít nhất là 2 tuổi. Còn đâu là có thể nhiều hơn em tầm 7-8 tuổi đổ về cũng được. Ừ. Rồi, hồi nãy em nói là mình có những cái năng khiếu, thì ngoài cái múa ra thì em còn năng khiếu gì nữa không? Ví dụ như là có biết hát hay là thể dục thể thao gì không? Em cũng biết hát sơ sơ, còn đâu là thể dục thì em cũng chỉ tập cho khỏe thôi ạ, cho giữ vóc dáng. Ừ. Rồi mình hát một đoạn thử nha em. Chị em chưa chuẩn bị, em không nghĩ là sẽ phải hát. Rồi mình hát 1-2 câu hoặc hát cái điệp khúc thôi. Bình thường thì em hay hát thể loại nhạc nào? Bình thường em hay hát thể loại nhạc buồn. Ừ. Để em chuẩn bị tí, lại sáng dậy em cũng chưa hát thử. Chị em hát một đoạn nhá. Ừ. Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát.
đón đưa dù bão giông gần kề vai sát, để xoa dịu trái tim đã dần tan nát. Em rồi. Hát quá hay luôn em ơi, cái bài này tới nhà em ghi hình thì em vừa hát em kết hợp với bài múa của em được không? Để lúc đấy em sẽ sắp xếp ạ. Ừ. Chị em nhưng mà cho em hỏi một chút là em cũng xem nhiều tập của chương trình mình ấy, tập phát sóng của chương trình mình, thì em thấy là có vẻ như là chỉ có người tham gia ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Em không thấy có ai ở ngoài Bắc như em. Có chứ em, bên chị là ở miền nào cũng có, Bắc Trung Nam đều có người hết mà. Vâng, tại em xem ở những cái chương trình gần đây thì thấy toàn mọi người ở trong đấy, nên là em cũng hơi lo lắng. Ừ. Không biết có thể tìm được bạn đối phương phù hợp ở ngoài này không? Rồi, không sao, không cần phải lo lắng. Như em bên chị thì sẽ tìm những cái bạn mà phù hợp với bên em. Ví dụ như em nói là em muốn tìm một người ở miền Bắc thì bên chị sẽ tìm những cái anh trai nào ở ngoài miền Bắc em nha. Vâng ạ. Ừ. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của anh với lại bên chương trình. Thì giờ bên chị cũng nắm được những cái thông tin cơ bản cũng như là những cái mong muốn của anh rồi. Nếu như mà có bạn nào phù hợp thì bên chị sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ vâng ạ. Vâng, em cảm ơn các chị ạ. Em chào các chị em chủ trong tổ chương trình ạ. Dạ rồi, trước tiên chị giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của mình nha, như là họ, tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu ha. À dạ, chào chị, như là chương trình, em tên đầy đủ là Bạch Thị Kim Thơ, sinh năm 1994, hiện em đang làm sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là chuyên gia tư vấn tài chính cho một công ty global, và hiện tại thì em như đã trao đổi thì em đang single. Ừ, rồi, hôm nay là giờ em đang đi làm hả? Đang trên công ty hả? Dạ, đang trên công ty. Ừ, rồi mình chia sẻ về điểm mạnh, điểm yếu của mình nha Thơ. Dạ vâng, thì thứ nhất là như có chia sẻ trong cái form thì điểm mạnh của em đó, là em là một người hòa đồng, tinh tế và biết lắng nghe. Còn điểm yếu thì hiện tại đó là em thật sự là tập trung rất là nhiều vào công việc, và nên là không có dành thời gian cho cá nhân. Thứ hai nữa là cũng thích những cái không thích những cái công việc mà buồn chán và tẻ nhạt. Thì về tính cách hòa đồng đó, cũng như là cái ưu điểm của em đó là có tinh thần lạc quan, luôn luôn là có tinh thần lạc quan, luôn luôn là sẽ cảm thấy mỗi ngày đều là một ngày rất là vui vẻ, luôn luôn hòa đồng với mọi người, cũng như là giao tiếp tốt với mọi người để tạo một cái mối quan hệ tốt. Về tinh tế thì em luôn là một người luôn luôn là cố gắng là trong quá trình giao tiếp cũng như là nói chuyện với mọi người thì em luôn để ý cũng như là quan tâm đến cái công việc, cái sở thích cũng như là những cái điều nhỏ nhặt của mọi người để có thể lắng nghe được cái câu chuyện cũng như lắng nghe được những cái tâm sự của mọi người khi mà đối phương nói chuyện với em. Do đó là mọi người nhận xét về em là một nhân vật rất là hòa đồng cũng như là một người tạo động lực cho tất cả mọi người khi mà gặp gỡ em. Ừ, vậy quá tốt luôn em ơi. Mình có tài lẻ gì không em? Ví dụ như là ca hát, nhảy múa hay là thể dục thể thao gì không? Thường mình tạo năng lượng cho mọi người bằng cách nào? À dạ vâng. Thì thứ nhất là tại công ty, ví dụ đơn giản là tại công ty thì mỗi ngày khi mà đi làm đó, thì em có thể là mang theo một cái bình hoa hoặc là một bó hoa rất là đẹp tặng mọi người. Hoặc là em cũng có mang theo bánh kẹo snack để share với mọi người. Còn về thì em là một dancer tương đối là chuyên nghiệp nhiều năm. Là một dancer luôn. Dạ vâng. Thì em thường thì mình sẽ nhảy thể loại nào em? Dạ thì cái chuyên ngành của em là nhảy các cái thể nhạc hiện đại như là K-pop. Ừ, nhảy nhạc K-pop luôn rồi tới ngày ghi hình lên nhảy một đoạn nha em. Dạ. Rồi nhảy thì có em có kết hợp là hát luôn không? Thường vừa hát vừa nhảy luôn ha. Dạ, có một số cái chương trình nếu mà không yêu cầu cao về giọng hát thì vẫn có thể hát theo được chị. Ừ, cái này là mình hát để tạo không khí vui vẻ cho mọi người thôi chứ không phải là cuộc thi hát, nên mình cứ yên tâm ha. Lên vừa hát vừa nhảy thể hiện bản thân nha. Dạ vâng, cái đó thì em cũng hay tham gia các cái chương trình cũng như cái chương trình văn nghệ của công ty á, nên là em cũng thấy việc đó thì tương đối dễ dàng đối với em.
Trời, quá tốt luôn. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên nha Thơ. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Rồi sao mà mình chia tay? Thật sự thì đây là một điều khó nói, khi mà em có chia sẻ trước đó thì em chưa có cái mối tình nào tới hiện tại á chị. Nó cũng tương đối là khó hiểu khi mà nhiều người nghe em nói cũng như chia sẻ về cái vấn đề này, thì thật ra là cũng do cái quan điểm cá nhân cũng như là cái tinh thần truyền thống của gia đình em đó, thì từ khi mà em còn đi học đó, thì ba mẹ là luôn muốn là em cố gắng tập trung vào cái công việc, cái việc học hành của mình. Sau đó thì khi ra trường thì bố mẹ lại muốn là tập trung vào sự nghiệp hơn, và khi mà có một cái công việc ổn định cũng như một sự nghiệp ổn định rồi thì mới tiến tới tình yêu. Nhưng mà đến thời điểm này thì nó quá sức là hoàn hảo về mọi thứ, nhưng mà về tình duyên thì lại chưa tới. Nhưng mà hồi đó giờ là em có để ý ai, hay là có thích ai không, hay là chưa có thích ai luôn? Chắc chưa luôn chị. Lúc còn đi học thì tập trung học, lúc đi làm thì tập trung làm, rồi trong cái khi mà đi học hay đi làm cũng như là đi trong môi trường công ty á, thì thật sự là em cũng đối xử với mọi người là rất là gọi là công bằng, có nghĩa là em công việc thì ra công việc, cá nhân thì ra cá nhân, nên là em cũng không muốn cái việc cá nhân, tư tưởng cá nhân nó ảnh hưởng tới công việc á, nên em chưa có cái mối tình cũng như là cảm tình với anh nào ở công ty. Nhưng mà có anh nào nhắn tin cho em không? Nếu có nhắn tin thì có nhưng mà những đối tượng đó thì kiểu em cũng chỉ xem như là đồng nghiệp hoặc là bạn bè thôi. Rồi em hơi khó tính hay mà. Dạ không phải có tính chị, mà kiểu cái gia đình em nó hơi truyền thống á chị, nên là cái tư tưởng đó là đến với em nó hơi muộn một tí. Rồi vậy giờ mỗi người bạn trai mà em mong muốn thì sẽ như thế nào? Dạ Về tính cách nè, ngoại hình, hoặc là về công việc, quê quán. dạ vâng, thì về ngoại hình thì có thể là sáng sủa, ưa nhìn và hình hơi cân đối một xíu, tại bản thân em cũng thuộc dạng fashion stylist đó, nên là em cũng muốn đối tượng của mình chút xíu. Về tính cách thì chỉ cần là biết quan tâm, và em là một người hướng ngoại nên cũng mong muốn là đối tượng em được match thì cũng là dạng hướng ngoại. Về quê quán thì em prefer là có thể sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, do hiện tại em cũng tập trung và lâu về kế hoạch lâu dài lên sẽ Hồ Chí Minh luôn. Dạ còn về tuổi tác thì range cỡ tầm từ 30 đến 38 tuổi ạ. Về mức độ thu nhập thì em cảm thấy là có thu nhập ổn định là được rồi, và đặc biệt nếu mà có năng khiếu khác như là thể thao hoặc là dancer gì đó thì cái đó càng tốt ạ. Cái mức thu nhập ổn định thì đó với em là bao nhiêu là ổn định? Dạ đối với em thì tầm khoảng trên 1.000 hoặc 1.500 đô ạ. Thu nhập của em hiện tại là khoảng bao nhiêu? Dạ khoảng tầm 2.000 đô ạ. Là mình tư vấn tài chính là như thế nào, em có thể chia sẻ rõ hơn cho chị hiểu không? Dạ vâng, thì hiện tại cái công việc chính của em đó là tư vấn về vấn đề tài chính kế toán chiến lược cho ban lãnh đạo của công ty. Thì cái công việc hàng ngày sẽ là làm việc với ban lãnh đạo, review về sổ sách số liệu cũng như là đưa ra những cái thông tin tài chính mới nhất và cập nhật đến ban lãnh đạo để họ có cái quyết định đúng đắn trong cái thị trường kinh tế từng ngày. Và đến cuối tháng thì em có thực hiện cũng như là review lại số liệu tài chính cho cả nguyên một cái công ty để mà ban lãnh đạo có thông tin chính xác cho tháng đó cũng như là dự đoán được số liệu cho cả năm mà. Ngoài ra thì công ty là công ty global thì em cũng có làm việc với các đối tác nước ngoài. Em làm công việc này lâu chưa? Dạ em làm cái lĩnh vực này hơn 7 năm rồi chị. Dạ. Rồi, em còn mong muốn điều gì ở bạn trai nữa không? Hoặc là những điều gì mà em không thích ở một người bạn trai? Dạ, thật sự thì em cũng không phải thuộc dạng khó tính như em chia sẻ, chỉ là cái quan điểm từ truyền thống của em nó hơi ăn sâu vào trong tư tưởng của em á, nên là cái việc mà bỗng nhận ra là mình chưa có người yêu hoặc là mình chưa thích một ai đó thì nó hơi đi chậm so với các bạn cũng như các bạn nữ thời hiện tại. Nên nó là em chỉ mong muốn là ngoài những cái điều mà em
đã chia sẻ trước đó về người bạn trai của mình, em cũng muốn là bạn trai đó cũng có thông cảm và thấu hiểu cho cái tư tưởng của em một xíu, cũng như cái gia đình truyền thống của em một xíu. Dạ. Còn về nhược điểm thì em hy vọng là bạn trai hoặc là cái đối tượng sắp tới mà em có thể match được thì bạn ấy biết quan tâm, lắng nghe và không có rượu chè hoặc là những cái tệ nạn khác là được. Ừ, có uống rượu mà ít được không em? Dạ, ta đi giao tiếp thì cũng rượu bia chứ không uống rượu thì cũng hơi khó à. Dạ, cảm ơn chị nhắc nhở. Thì thật ra là em cũng biết được là rượu bia là một cái hình thức giao tiếp trong cái môi trường xã hội hiện nay, và em nghĩ là chắc cũng không khó về cái vấn đề đó, nhưng mà mình sẽ có một cái mức độ vừa phải thôi. Được rồi. Ừ. Dạ. Rồi, thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của Thơ với bên chương trình nha. Bên chị thì cũng có được những thông tin của em rồi, cũng như là biết về những cái mong muốn của em á. Thì bên chị sẽ tìm một bạn nào phù hợp với những mong muốn, thì nếu như có anh nào phù hợp thì bên chị sẽ liên hệ lại với Thơ nha. À dạ vâng. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn ban tổ chức ạ. Alo, mời chị chết rồi. Họ tên công trình tổ tác quay quán xuất hiện nha. Chị Huệ hả? Đúng rồi, có mình chị Huệ thôi, mời chị chủ động chia sẻ cho em à. À, chị tên là Bùi Thị Kim Huệ. À, chị sinh ngày 14 tháng 6 năm 1971. À, nguyên quán của chị là ở Tiền Giang, nhưng mà chị sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị làm công việc gì? À, ngày xưa thì chị buôn bán ở chợ Bàn Cờ. À, sau này chị đi ra Vũng Tàu chị ở. Hiện tại làm gì vậy? Chị không có làm việc gì hết á, tại vì chị có lương hưu á em. Hồi trước làm gì chị có chuyện gì? Chị ở bên ủy ban á, chị làm bên ủy ban á, bên chữ thập đỏ của phường á. Rồi chị nói một chút điểm mạnh điểm yếu. Bây giờ là chị sống ở Vũng Tàu à? Chị đang sống ở ngoài Vũng Tàu. Rồi chị chia sẻ một chút điểm mạnh điểm yếu của chị cho em nha. À, điểm mạnh của chị là chị có thể nấu ăn và làm được nhiều món ăn, cũng như là làm được rất là nhiều bánh. Còn và chị chơi thể dục thể thao như đạp xe và bơi lội. Còn điểm điểm yếu của chị là hay tin tưởng người ta quá. Chị hay thành thật, tại vì chị thành thật chị hay tin tưởng người quá. Rồi nói chung là hiền quá, dễ bị ăn hiếp á. Rồi chị cứ nói tiếp về điểm yếu của mình luôn. Giờ điểm yếu của chị là chị sợ những người không trung thực, với lại cái điểm yếu của chị nữa là dễ tin người á em, nói chung là dễ tin người. Chị trẻ hôn chưa? Chị kể giùm em về tình hình của mình. Chị ly hôn nay được 3 năm rồi em. Chia sẻ kỹ với hôn nhân đó như thế nào, tại sao chia tay, con thấy thế nào, ở đâu. Dạ. Của chị là kéo dài 32 năm. Chồng chị đã nhiều lần ngoại tình nhưng mà chị tha thứ, nhưng mà vẫn không thay đổi được. Cho nên là đến năm 2017, 2021 chị quyết định viết đơn ly hôn và chị tự nộp đơn ly hôn. Vấn đề con cái thì ai đang nuôi con rồi. Con của chị nó đều lớn hết rồi. Một đứa con của chị là 31 tuổi, hiện tại là cháu đang làm việc ở bên Nhật Bản, và một cháu là 21 tuổi thì đang học đại học ở Sài Gòn. Chị ở nhà có một mình thôi. Là bây giờ con cũng có trung cấp lo hay là chồng cũ có lo cho chị? Chồng cũ chị chỉ lo cho con chị là đi học đại học ở Sài Gòn thôi. Rồi ảnh có người khác chưa hay là kết hôn chưa? Người khác lâu rồi em, họ người ta có người khác lâu rồi. Ý là kết hôn rồi luôn người ta chưa? Cái đó chị không biết, chị tại vì chị không biết, tình nên chị không biết. Rồi ok chị. Bây giờ
Lý do làm sao mà chị tham gia chương trình, ai đăng ký cho chị? Tại vì chị ở nhà có một mình, đâm ra đôi khi chị cũng buồn, thì nói thẳng ra là chị cũng chẳng buồn đâu, tại vì chị ở ngoài này chị cũng chơi thể dục thể thao, chị cũng không buồn, nhưng mà chị chỉ sợ là những khi mà bệnh hoạn ốm đau đồ này kia, rồi không có người giống như bầu bạn rồi chăm sóc cho nhau á, bây giờ chị chỉ cần tìm một người là như là góp gạo thổi cơm chung rồi cùng chăm sóc cho nhau đến hết quãng đời còn lại vậy đó. Rồi vậy chị mong muốn tìm một người như thế nào? Chị mô tả ngoại hình công việc quê quán sản xuất cho mình đây. Thí dụ như là một người thì phải cao hơn chị, tại vì chị hơi bị cao. Cao hơn chị là khoảng chừng 1m7 mấy cho tới 1m8. Chị cao bao nhiêu ạ? Chị cao tới 1m64 lận em. Rồi chị nói tiếp ạ. Người đó phải trung thực và phải vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Tại vì bản tính của chị là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Chị không muốn tìm một người đàn ông là nghiêm, gọi là khó khăn quá, rồi nghiêm nghị quá, với lại là một người là gọi là bảo thủ, rồi gia trưởng, rồi nói chung là đó là hình ảnh cũ của chồng chị, cho nên chị không có thích. Tuổi tác thì sao chị? Tuổi tác thì lớn hơn chị nha, chứ chị không có thích mấy người nhỏ tuổi hơn đâu nha. Nhỏ chị dạy tuổi cũng không được hả? Không được em, chị không có không có thích mấy người nhỏ tuổi đâu. Nhưng mà nhỏ nhưng mà tuổi, bây giờ chị đã 50 mấy rồi, nhỏ vài tuổi thì người ta cũng lớn rồi chị. Thôi chị cũng không chịu đâu em. Chồng chị hồi trước lớn chồng chị lớn hơn chị 7 tuổi. Trời ơi, lớn hơn đó cũng không tốt đâu. Mà mình không thử trường hợp nhỏ hơn. Thôi chị không thích những người nhỏ hơn đâu. Cái đó thật sự. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị. Tôi tôn trọng quyết định. Tuy nhiên mình thích chị hai chị ha. Để mình chọn lựa được cái người thương yêu mình thật sự. Tìm tình cảm thì mình lo tình cảm thôi. Còn những cái vấn đề đó thì coi chị là không ra được tình cảm tốt đẹp như ý. Thì cái này mình chia sẻ thôi chị. Rồi, cảm ơn chị đã. Phần cách của chị nè.